tám người có bác sĩ nhổ cho nó rồi mất một răng khác. 6 tuổi rồi nhổ được rồi, chứ nhổ chưa được, giờ được rồi, giờ đến tuổi nhổ răng thay răng rồi. Răng anh cũng vậy, dưới tôi tám mấy cho nó đi lại nhổ đi để thay răng là răng sống. Tóc cũng nhiều dài quá kìa. Chị để cho nó lâu hả? Để tóc dài hả? Ờ, để tóc dài đó giờ. Tóc nó lâu ra chứ. Bé kia thì tóc ngắn. Bọn nhỏ kia thì tóc ngắn mà em nó tóc nhỏ kia mau ra lắm. Mà cái bà kia thì tóc nó ra xíu lắm. Cái là vậy đó. Nhỏ kia cho như bộ mạnh mẽ hơn nha. Ừ, nó mới chịu tóc dài. Tóc ra xíu á. Làm vậy đó. Là nó không có, nó không kêu mày cắt cho nó mà nó làm vậy đó. Nó bực, cứ làm bực, cứ làm vậy, hiểu không? Cho mày thấy mày đi cắt cho nó. Con chỉ thích tóc dài thôi, con không thích tóc ngắn. Đây là quận nhất. Quận nhất. Quận nhất. Quận nhất. Quận nhất. Quận nhất. Không biết quận 3, quận 1, quận 2. Quận 1 là quận nhất đó. Ăn trường ăn cơm gọi phải không? Ăn cơm gì vậy? Thì với canh cải. Cải có thật không? Có. Ăn hết không? Phải hết chứ. Xạo. Trời, cái nheo mà nó nói xạo là súng găng. Bởi vì súng găng còn cái. Đợi cô đốc ăn hết còn có chút xíu. Còn có chút ngay. Xíu. Em nói gì em bé này nó hiền con nha. Tối mai nói cho nó chuyện rất là khôn. Nó trả lời được hết á. Nhưng mà có cái là nó hiền. Nó không có. Em như nó yếu ớt lắm. Không có bạo lực gì nó em nữ tính thôi. Con kia thì mạnh mẽ. Nhưng mà cái tiếng này là không có hiền đâu. Phải. Con này nó không hiền. Nhưng mà sao biết không? Nó yếu. Nó thì nó nữ tính. Yếu lắm. Bà này biểu về thuộc nữ. Đó, còn bà kia là mẹ, nam tính. Dĩ nam tính lắm. Bà nào mà tối ra về á, tối chị về nhà á. Cái nó xin tiền đi mua kẹo. Nó cho tiền đi mua ba, nó cho tiền là 2 tiền ngàn lẻ. Với lại nhỏ này 2 ngàn nó mua kẹo. Cái ông ngoại nó mới kêu cậu Sáu là cái anh đã chở chị qua khách sạn giùm. Anh chị em qua ngủ nhà đó. Kêu ông nói giỡn thôi. Cậu Sáu, Sáu trận của ông là đừng chơi đi. Trận nó ra cửa nó sao không? Trận đi, xúc bà xôi cậu Sáu luôn giờ á. Nhỏ bé ơn con á, ơn á, nó kêu cậu Sáu nó trận đi súp mà sôi luôn giờ á, em nó trận đi nó quýnh lục luôn rồi. Sao em thấy hai đứa cũng cỡ cỡ em... Nó này 6 tuổi á, kêu có 3 tuổi à. Ba bu bu ba bu bu nhỏ này nó nhỏ nó đẹp. Ờ thì bởi vì em nói là con bé kia 3 tuổi luôn mà, nhưng mấy này nhìn nó cũng cỡ cỡ. Ờ mấy tuổi vậy mà? 3 tuổi. Kia tuổi con ngựa. Con mô ham mẫn là chủ, là chủ ngựa luôn. Em hòa chủ gì? Em hòa tuổi con gà. Con gà. Con gà kêu là a. Đúng rồi. Cái kêu ta 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 ta. Bộ nó phái nha, nó phái ăn chay với lại đi chùa đi cúng bái rồi kia lắm mà. Thấy cái bộ nó phái cúng bái. Ờ à, sao đi đâu nó kia đi chỗ nào lại với Phật chùa. Vậy là vô ngu quá à. Xây qua nói với bà vợ hưởng ứng liền. Rồi chúng tủ luôn. Gà ngay đài luôn. Đi chùa ăn á. Ừ, đi chùa. Vậy có ai nhận á? Hồi sáng á đi ăn hủ tiếu mì á. Quên nữa là không có, ổng không có ăn thịt heo vậy thôi mình kêu cho ổng tôm đi. Kêu ra thấy tôm cái trong tô á là thật cẩm có con tôm. Em gấp con tôm của em qua cho ổng cái thấy ổng ăn được đi. Cái em kêu á là thêm một tô tôm nghiêng nữa cho ổng, gấp dạ. Cho ổng, ổng cười. Ờ bây giờ nãy chị mày điện sao chị xong á. Nói đi ăn hủ tiếu mì cái đầu chị tắt máy xong chị chợt nhớ lại nói chút nào. Hủ tiếu mì mà cái chỗ đó có tiếng Hoa nữa, bà đó biết tiếng Hoa. Bởi vì chị mới nói má chị là cái khúc đó người Hoa không à. Đó, bởi vậy nên ghé quán, cứ ghé quán nào mà không biết tiếng Hoa lắm. Rồi em kêu hai con hủ tiếu mì dai là cho em với mẹ, còn mềm là cho ông. Nhưng mà có cái gì chị định nhắn tin cho mày, chị dặn mày là mày biết sở thích của nó ăn rồi đó, nó không ăn thịt.
nó mày cứ kêu người ta là nhiều khi thằng chồng mày nói mày không hiểu, nó chỉ là mày không hiểu, thì nó chỉ ăn hủ tiếu hoặc là nó ăn cái không à, với nước không.